Di Linh năm 1932. Cha ra đi lặng lẽ không ai hay biết gì, cứ tưởng cha nằm nhà thương Sài Gòn. Nhưng trong lúc vắng cha, Di Linh đã trải qua thử thách khá nặng. Một tháng sau khi cha xuống tàu về Pháp, ngày thứ tư áp lễ thăng thiên, 4 tháng 5 năm 1932, mưa to gió lớn suốt hai hôm liền làm nước dâng cho ngập lụt khắp nơi. Nước phá vỡ nhiều đoạn đường trên đèo Ma Lâm, nước cuốn sập cả cầu Đại Ninh xi măng cốt sắt. Khổ nhất là làng Cùi Gió đánh bật những chòi tranh, bệnh nhân nhốn nháo không biết trú ẩn vào đâu. Ở bên Pháp, cha được những tin đau lòng này khiến ngài không an tâm mà nghỉ ngơi được. Phần lo cho lũ con cái thượng mới được gầy dựng, phần không biết sức khỏe mình có cho phép trở lại xứ truyền giáo hay không. Biết ý, đức cha De Gebrian đề trên cả hội thừa sai, ngày 3 tháng Giêng năm 1933, đã xác định cho cha Cassan được trở về nhiệm sở cũ. Có thế ngài mới an lòng. Cũng trong năm 1930, giai đoạn cuối cùng của công tác mở quốc lộ 20 đã đến hồi kết thúc. Nhóm phu công chánh từ các nơi đổ dồn lên Di Linh. Dọc theo các lộ tuyến mới, nhiều trạm công chánh được dựng lên thu hút các công nhân cả kinh lẫn thượng nhộn nhàng. Rồi tháng 7 năm 1932, quốc lộ 20 đã chính thức khai thông. Sài Gòn Đà Lạt nối liền xuôi xoắn khiến cho cuộc sinh hoạt Di Linh thay đổi hẳn. Trùng phùng hội ngộ. Ngày 22 tháng 2 năm 1933, cha Cassan trở lại Sài Gòn sau 9 tháng tĩnh dưỡng ở Pháp. 10 hôm sau, khi cha Sion được bổ nhiệm làm cha sở Thủ Dầu Một, cha Cassan trở về với con chiên mình. Ôi, mặt tình mà mừng rỡ thỏa thích. Nhưng không lâu, 2 tháng sau cha ngã bệnh sốt rét trở lại phải lên nhà thương Đà Lạt ngót nửa tháng trời. Thấy sức khỏe của cha như vậy, lại thêm số giáo dân kinh trên vùng này càng ngày càng đông ra. Cuối năm 1934 đã lên đến 205 người công giáo và 169 chầu dân. Đức cha Duy Mọt Chia gửi cho ngài một cha phó Việt Nam là cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiên. Đất nhà chung trước kia 7.000 thước vuông, nay xin trưng dụng thêm 2.011 thước nữa là 9.011 thước vuông. Nhà thờ cũng phải nới rộng thêm ra. Đợt chỉnh trang này là đợt thứ 5 mà vẫn còn chật. Từ khi cha trở lại Việt Nam, cuộc sinh hoạt đã trở nên khó khăn thực sự. Kinh tế Đông Dương từ 1932 gặp hồi khủng hoảng trầm trọng và kéo dài suốt 5 năm liền. Tuy vậy, làng Cùi Di Linh của cha đã được khắp nơi nói đến và dư luận thành thật ca tụng cố gắng từ thiện tư nhân này. Vì thế, ngày 12 tháng 2 năm 1934, công sứ Grafio, đại biểu chính phủ Pháp tại Trung Kỳ đích thân đi thăm viếng làng Cùi và tỏ lời ngợi khen nhiệt liệt. Nhờ dịp đó, con đường đi vào làng Cùi được cán đá lại tử tế. Nhưng 3 tháng sau, vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Dương, việc trợ cấp cho làng Cùi bị bớt xuống. Trước kia mỗi ngày mỗi bệnh nhân được cấp cho 20 xu, bây giờ chỉ còn 10 xu, và số được cấp hạn chế còn 90 người mà thôi, không cho thêm nữa. Qua năm sau, ngày 26 tháng 5 năm 1935, Đức cha Duy Mọt Chia đích thân đi kinh lý vùng Di Linh, ban phép thêm sức cho 88 tân tòng gồm 49 thượng và 39 kinh. Với nét mặt nghiêm khắc, ngài tra xét cẩn thận mọi công tác được thực hiện ở đây. Ngài không nói gì, nhưng trên đôi môi đã thoáng một nụ cười có vẻ hài lòng. Họ Trường Xuân cầu đất. Ngày 30 tháng 9 năm 1935, địa phận Sài Gòn tiếp nhận thêm một dòng mới đến, đó là nữ kinh viện Thánh Augustino. Chanoinesse régulière de Saint-Augustin. Dòng có từ đầu thế kỷ 17 do Thánh Pierre Fourier thành lập tại nước Pháp. Năm 1934, Đức Hồng Y Laurenti chuyển đạt tôn ý Đức Giáo Hoàng muốn cho nhà dòng tham dự vào công cuộc mở mang giáo dục tại các xứ truyền giáo. Mẹ bề trên cả đã hưởng ứng ngay bằng việc cho mở hội dòng sang Đông Dương. Mẹ Saint Thomas d'Aquin sau khi thăm viếng Việt Nam đã quyết định chọn Đà Lạt làm thí điểm đầu tiên để chuyên lo việc giáo dục đào luyện thiếu nữ giới thượng lưu Á Châu, đồng thời cũng tham gia trực tiếp vào công cuộc mở mang xứ truyền giáo. Sau khi tổ chức xong cơ sở và trường ốc, lấy tên là trường Đức Bà Lâm Viên,
Ngày 9 tháng Giêng năm 1936, nhà dòng hoạt động ngay cho việc hợp tác truyền giáo tại các vùng phụ cận Đà Lạt. Thí điểm đầu tiên là Trường Xuân cách Đà Lạt 30 cây số. Tại đây một số giáo dân miền Trung, nhất là thuộc địa phận Huế đang sống phiêu cư một cách chật vật giữa vùng xa lạ, không có một bóng nhà thờ nào lân cận. Bởi thế việc giáo dục và nếp sống công giáo hết sức bi đát. Mẹ đứng ra mua lại một ngôi nhà sàn cũ, sửa sang làm phòng lớp, làm nguyện đường. Rồi ngày 1 tháng 5 năm 1946, nhân nghỉ lễ lao động, các mẹ Ozoa và các nữ sinh trường Đức Bà Lâm Viên đến làm lễ khai trương. Có cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiên vừa là cha phó Di Linh, vừa là tuyên úy của dòng chủ sự. 11 ngày sau, mẹ bỏ tiền thuê một giáo viên đứng ra lo dạy dỗ con em vùng này. Thầy vừa dạy học, vừa lo dạy giáo lý giúp các tân tòng ở đây. Thế là cha Cát Sen đảm nhiệm thêm một họ nhánh nữa là họ Trường Xuân hay là họ Cầu Đất. Trung tâm thực nghiệm nông học Công Hinh và giáo xứ Bảo Lộc. Việc mở mang Lâm Viên và những vùng phụ cận được chánh quyền Pháp đặc biệt chú trọng ráo riết. Việc mở mang vùng Phi Nôm, Răng đến vùng đất thứ hai của tỉnh Đồng Nai Thượng được lưu ý. Song song với việc thiết lập quốc lộ 20 từ Sài Gòn lên Đà Lạt, một vùng đất đỏ màu mỡ trên 300.000 mẫu Tây, từ đầu đèo Lao đến chân đèo Prenn, từ sông Đa Dung qua đèo Gia Bắc, một khu vực có nhiều triển vọng cho việc trồng cây kỹ nghệ nhưng chưa hề được khai thác, đã trở thành nỗi ưu tư bậc nhất trong những thập niên 30-40. Từ năm 1930, nhà khảo cứu Đông Dương đã phái một nhóm chuyên viên canh nông đi thám sát vùng đất này, đồng thời thành lập tại Công Hinh một trung tâm lấy tên là Trung tâm Thực nghiệm Nông học, để tìm hiểu những tài nguyên về canh nông, nhất là nghiên cứu các phương pháp canh tác và công thức bón phân để tăng gia năng suất các loại cây kỹ nghệ như trà, cà phê, tiêu, cam, quýt, canh kina. Trung tâm này nằm trên một khu đất khá bằng phẳng, rộng những 1.000 mẫu Tây. Trụ sở đầu tiên đặt tại địa điểm Trường Quốc gia Nông Lâm Súc bây giờ. Rồi nhờ được khuyến khích giúp đỡ, các sở đồn điền lần lượt được thành lập và thu dụng nhân công. Nhân công ở đây đa số là người thượng, nhưng đúng như sự nhận xét của Ibinier Kadam, giới trí thức sắc tộc Rade đã viết trong tạp Education số 16 năm 1949 rằng, cho dù các đồn điền có công ăn việc làm, người thượng được thúc đẩy làm việc, có tiền có bạc đi vào miền xứ của họ, nhưng họ cũng không thấy thích mấy, những sợ rằng đi làm sở thì bỏ bê ruộng rẫy của mình. Bởi thế họ đi làm cách miễn cưỡng thôi, nên các sở đồn điền kẹt nhất là không đủ nhân công. Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm Thực nghiệm Nông sản dành quyền tuyển mộ những người Bắc di cư vào để phục vụ trung tâm. Sau đó để khuyến khích sự khuếch trương về công kỹ nghệ, trung tâm đã cấp đất đai cho công nhân tuyển mộ với sự giúp trồng tỉa của chuyên viên trung tâm. Nhân đó mà một số đồng bào miền Trung xung phong lên vùng này, với những cựu vu sở công chánh nay đã thôi việc, lập nghiệp làm ăn với nhau. Thành lập họ đạo Công Hinh Bảo Lộc. Công Hinh là một địa danh cũ của Bảo Lộc, gồm các làng Công Hinh Đa Bình, Công Hinh Đăng, Công Hinh Đà, Công Hinh Con Tách và Bờ Lạch. Năm 1936, Công Hinh mới được 20 nóc nhà, trong đó có 7 gia đình công giáo, mà hầu hết là rối hoặc không giữ được đạo từ 15-20 năm qua. Cha Cát Sanh và cha Phó Tiên thay nhau đi thăm viếng những người này thường xuyên, và họ rất vui mừng đón tiếp cách niềm nở. Nhân dịp lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi 11 tháng 6 năm 1936, có các mẹ Ozoa trường Đức Bà Lâm Viên Đà Lạt đến dự lễ rửa tội cho 25 bệnh nhân cùi đầu tiên tại Di Linh. Cha Cát Sanh bèn đem tình trạng đáng thương xót của nhóm bổn đạo Công Hinh ra kể lễ với bà mẹ. Mẹ Sanh Toma Đa Canh cảm động lắm, liền hưởng ứng ngay, mẹ hỏi, nếu cất lên một nhà nguyện tại Công Hinh thì cha cần bao nhiêu tiền? Cha Cát Sanh không suy nghĩ vội đáp, cần chừng 20 đồng. Bà mẹ ngạc nhiên cười quá sức, vì mẹ Sanh Toma là một tay lão luyện trong vấn đề xây cất. Mẹ hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, chắc là cha nói cho vui vậy thôi, chứ nhà gì mà 20 đồng bạc. Nhưng hỏi thì hỏi vậy, chứ bà mẹ cũng trao cho cha 50 đồng, và hứa nếu thiếu thì sẽ cho thêm.
Liền ngày hôm sau cha đi xuống công hình ngay, tụ họp anh em lại bàn tính. Anh em ở đó lo chọn địa điểm, còn cha lo chạy xin giấy tờ. Đất Bảo Lộc thời ấy là vùng đất rừng, việc giấy tờ không khó khăn lắm. Ai muốn địa điểm nào chỉ có việc làm đơn, vẽ sơ họa đồ ranh giới để nạp lên viên quản đạo Di Linh. Ít tuần sau là có giấy phép ngay. Thế là mới 10 ngày sau cha con khởi công xây cất nhà thờ. Cây nhà lá vườn, mọi người đều chung sức làm không công. Vậy mà ngôi nhà thờ công hinh đầu tiên được dựng lên gồm 5 gian. Dài 20 thước, rộng 8 thước. Vách ván ngo, lợp lá rời sôi là loại mây có tàu lá dài. Người Mạ thường dùng lợp nhà. Đây là kiểu nóc nhà đặc biệt của họ. Bền gấp 3 lần kiểu lợp tranh của người Sre nhưng tốn công hơn kiểu lợp đặc biệt của người Thượng Mạ. Khi dựng nhà lên, cha Cassen đi qua đi lại vui vẻ ngắm nghía đôn đốc. Ngài nói, chúng con làm giỏi lắm, lớn hơn nhà thờ Di Linh họ Chánh của cha. Rồi làm thinh suy nghĩ một lúc, cha nói tiếp. Bởi vì khi dựng nhà thờ Di Linh đầu tiên, cha chỉ có 7 đồng. Sát liền với căn nhà thờ, bổn đạo công hinh nối thêm một trái để cha ở lại với anh em mỗi tháng một lần, vừa làm phòng áo lễ vừa làm nơi nghỉ ngơi. Ngày lễ Mông Triệu năm ấy, 15 tháng 8 năm 1936, nghĩa là cách 2 tháng sau, cha con tổ chức lễ khánh thành và chọn Đức Mẹ Hằng cứu giúp làm bổn mạng nhà thờ. Bữa ấy mẹ Santo Tomas Đa Canh hỏi trêu cha Cassan, lời tiên tri của cha rằng chỉ cần 20 đồng, rầy đã nên ứng nghiệm chứ. Cha Cassan trả lời tỉnh bơ, thật đã đúng 20 đồng như đã phán, nhưng may là các người thợ không lấy tiền công. Lại nữa nếu trần nhà, cửa sổ và bàn ghế nhà thờ, luôn cả trường học nữa cũng muốn đi vào trong số tiền đó, thì lời tiên tri kia cần phải xét lại. Bà mẹ vui cười trước tài ứng đáp ranh mãnh của ông cha xứ thượng này, rồi mẹ giúp thêm để cất trường sơ cấp kế bên nhà thờ cho con em trong vùng, và còn chịu trả lương nuôi một giáo viên 15 đồng cho trường này nữa. Người giáo viên đó là Francisco Đồng Văn Giáp, cựu tập sinh dòng Chúa Cứu Thế Huế, lúc đó chưa có đôi bạn. Thầy và bà dì thuộc nhóm 8 gia đình người Kinh đầu tiên lên sinh sống tại Công Hinh từ năm 1930. Trường sơ cấp nhà thờ Công Hinh thời ấy có tên là trường Notre Dame de Công Hinh, như ý mẹ Ozoa muốn, và thu nhận miễn phí tất cả học sinh bất phân tôn giáo. Ngay bữa khai giảng năm 1938 đã thu nhận trên 30 trẻ em. Thầy Giáp vừa là thầy dạy học, vừa là kẻ giảng lo việc giáo lý tân tòng, vừa coi sóc mọi việc trong ngoài nhà thờ Công Hinh suốt 4 năm, cho đến khi nơi đây trở thành giáo xứ thực thụ năm 1941. Thì trường Công Hinh được giao lại cho các dì nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đảm nhận. Ông Đồng Văn Giáp từng là chánh trương của xứ Bảo Lộc. Đêm lễ Giáng sinh 1936 thật hết sức linh đình. Cha Phó Tiên sau 9 tháng giúp tuyên úy cho dòng Cô Văn Đờ Giorgio tại Đà Lạt, đã đến với giáo hữu Công Hinh đầu tiên trong ngôi nhà thờ mới. Toàn thể bổn đạo chỉ có 42 người, thế mà vẫn hát lễ nửa đêm Giáng sinh thật trọng thể. Sau thánh lễ có quà bánh cho trẻ em cả lương giáo. Thế là cả vùng này cùng mừng Chúa sinh ra vậy. Từ đó cha Sở, cha Phó thay phiên nhau đến với anh em hàng tháng, và mỗi lần ở lại một đôi ngày.